vững tin nơi ngài là thành lũy vững chắc chở che. Con vững tin nơi ngài vì tình ngài không đổi thay. Con vững tin nơi ngài dù sóng lớp lớp dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãi chi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất chênh vênh rất lung lay, Chúa con ơi xin ngài xót thương. Con vững tin nơi ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin ngài thứ tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất tranh giành rất lung lay, Chúa con ơi xin ngài xót thương. Chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ
Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, tháng năm qua chẳng chút phai nhòa. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Chúa tình thương, đời con an nghỉ vui sướng, tháng năm qua ở chốn giao đường. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Con xin một chỗ lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp xinh, đời con chân thành tin kính, tháng năm qua nguyện sống hết tình. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu. Con xin làm kiếp phù sa, trời cao lộng lộng con là hư không. Tình Ngài thật khó đêm đông, tình Ngài biển cả vô song nhiệm màu. Con xin gục mặt cúi đầu, chìm trong lòng nước dạt dào yêu thương. Bao nhiêu hạt cát yêu thương, bấy nhiêu tình Chúa khôn lường bao la.
trời cao lòng lòng con là hư không. Một mai trời nổi cơn giông, con theo mưa lũ về lòng đại dương. Con xin gục mặt khiêm nhường, nhân minh cát mọn tâm thương đáng thương. Tâm thương hạt cát bao nhiêu, bấy nhiêu tình Chúa khôn lường bao la. Con xin làm kiếp phù sa, trời cao lòng lòng con là hư không. Con xin làm kiếp phù sa, trời cao lòng lòng con là Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Và cũng là ngày đầu năm, ngày cầu cho hòa bình thế giới. Khi ta sống trọn vẹn tư cách là thân nhân ruột thịt của Chúa Giêsu, thì ta cũng đang là người xây dựng hòa bình. Có rất nhiều người khi nghe nói Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thì họ phản ứng. Họ bảo nói như thế là không đúng. Bởi vì Đức Maria chỉ sinh ra con người tên là Giêsu thôi. Cho nên cao lắm thì cũng chỉ là mẹ của ông Giêsu thôi. Chứ bà có sinh ra Thiên Chúa đâu mà lại gọi bà là mẹ Thiên Chúa. Nói như thế là không thực tế và không hiểu được thế nào là thế giới của tình yêu, là mầu nhiệm của tình yêu. Họ nói như thế không thực tế là vì thế này: mẹ ta sinh ra ta thì bà chỉ sinh ra thân xác ta thôi, còn linh hồn là do Thiên Chúa ban. Thế nhưng mà có ai trên trần gian này lại nói với người khác về mẹ mình rằng cái bà ấy chỉ là sinh ra thân xác tôi thôi, cho nên bà ấy chỉ là mẹ của thân xác tôi thôi, còn linh hồn của tôi là do Thiên Chúa, cho nên bà ấy không phải là mẹ toàn bộ con người của tôi. Không ai nói như thế. Dù mẹ ta không sinh ra linh hồn cho ta, nhưng mà vẫn là mẹ ta. Trường hợp mà tương tự, mẹ của Đức Giáo Hoàng, dù chức Giáo Hoàng là do Thiên Chúa ban qua Hội Thánh, thế nhưng không ai lại nói với mẹ của Đức Giáo Hoàng rằng
cái bà ấy chỉ sinh ra cái ông ấy thôi, chứ có sinh ra chức giáo hoàng cho ông ấy đâu, mà gọi là mẹ của Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả mọi người đều gọi cái người sinh ra Đức Giáo Hoàng là mẹ của Đức Giáo Hoàng. Bởi chính cái người mà đang được gọi là Giáo Hoàng ấy cũng gọi và cũng đối xử với bà là mẹ thật của mình. Chúa Giêsu là người thật. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Vì làm mẹ của Chúa Giêsu là người thật và là Thiên Chúa thật, cho nên Đức Maria cũng là mẹ Thiên Chúa. Nếu ta không chấp nhận Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa thì ta cũng đang khước từ, không nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Vị Thiên Chúa thật này đã được Đức Maria sinh ra. Vị Thiên Chúa thật này đã đối xử với mẹ là mẹ thật của mình. Cho nên tôn kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa không có nghĩa là ta hạ thấp phẩm giá của Chúa Giêsu, mà ta đang tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu vô cùng vĩ đại, không ai hiểu được, yêu thương loài người đến mức độ hạ mình thấp như loài người, lại còn nhận một người nơi thụ tạo, một thụ tạo là mẹ của mình. Đấy là tình yêu vô cùng vĩ đại của Thiên Chúa. Họ không nhìn nhận Đức Maria là mẹ Thiên Chúa bởi vì họ chưa hiểu hết được thế giới của tình yêu. Trong cái khi yêu nhau thì người ta chỉ muốn bình đẳng với nhau thôi. Trong tình yêu không có cao thấp, không có trên dưới. Những cái phân biệt cha với con, mẹ với con chỉ là phân biệt theo thứ tự lớp lang ở ngoài xã hội, ngoài đời thường. Trong tình yêu không có phân biệt. Đã yêu là bình đẳng. Và làm cho người mình yêu được bình đẳng như mình. Cái người mình yêu này càng bình đẳng với mình bao nhiêu thì ta càng hạnh phúc bấy nhiêu. Hôm nay cũng có nhiều bạn trẻ, người lớn cũng có. Có những cái thú cưng, có khi là con chó, có khi là con mèo. Người ta bế nó lên mình, rồi người ta vuốt đầu nó, nói chuyện với nó y như là một người ngang hàng. Thậm chí lại còn để cho nó liếm mặt. Nhưng mà họ vẫn không buồn, họ lại vẫn cứ vui. Yêu là như vậy. Trong Thiên Chúa tuy là cha con thánh thần thật, nhưng mà cha con thánh thần bình đẳng với nhau. Cha không hơn con không thua cha. Cha không đưa mình lên trên con cũng không lấn quyền của cha. Cả cha con thánh thần làm nên hợp nhất với nhau, làm nên một bản thể duy nhất. Và tình yêu bình đẳng này lan tràn sang nhân loại chúng ta, cho đến mức độ sau khi phục sinh từ cõi chết, Chúa Giêsu nói với bà Maria Magdala: "Hãy đi nói với anh em thầy rằng thầy về cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em, thầy về cùng cha của thầy cũng là cha của anh em." Khi làm cưu mang con Thiên Chúa, Đức Maria không bao giờ vênh vang, không bao giờ tự mãn. Mẹ chỉ có một khát vọng duy nhất, làm vui lòng Thiên Chúa, thực thi ý định của Thiên Chúa. Đời mẹ mãi mãi chỉ là một lời xin vâng, và đó chính là tư cách, đó chính là lẽ sống duy nhất của mẹ. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Ta được mời gọi
Trước hết, đối xử tôn trọng và đối xử với anh em chị em của ta như là những người bình đẳng với ta, có cùng một phẩm giá với ta. Mừng lễ Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa hôm nay, ta cũng được mời gọi yêu nhau, hợp nhất với nhau như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và Thánh Gioan cũng cho ta thấy bất cứ khi nào ta tuân giữ điều răn của Chúa, tức là yêu nhau như Chúa, thì ta được ở trong Chúa Cha, ở trong Chúa Con, ở trong Chúa Thánh Thần. Mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa hôm nay, ta cũng được mời gọi nghe lời Chúa, giữ lại lời Chúa trong lòng và suy đi nghĩ lại. Tất cả những điều ấy là những điều hết sức quan trọng và cần thiết để ta có thể đi vào trong Thiên Chúa, trở thành một thành phần trong gia đình Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết trang bị cho nhau cái nhìn của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta đối xử với nhau như những người thuộc gia đình Thiên Chúa. Hãy
cùng đến với lòng Chúa xót thương, ngày xin đưa vào hạnh phúc thiên đường, ngày xin tình ngài tựa
tình phụ tử yêu thương con phải chết vì con. Yêu lòng chân phàm phu bất xứng, một niềm hiếu chẳng sao lo tròn. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau rất nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm trường, con yêu Chúa, Chúa đã hiểu con. Tình Ngài tựa tình phụ tử, yêu thương con phải chết vì con. Hiểu lòng chân phàm phu bất xứng, một niềm hiếu chẳng sao lo tròn. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã yêu nhau rất nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm trường, con yêu Chúa, Chúa đã yêu con. Thắp lên ngọn lửa thánh thần, đấng suối nguồn tình yêu vô tận, đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin thánh thần tình yêu khơi nguồn sự sống cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông. Xin thắp lên ngọn lửa thánh thần, đấng suối nguồn tình yêu vô tận, đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin thánh thần tình yêu chính nguồn ánh sáng đưa thế nhân vượt qua bóng mờ trần gian. Xin thánh thần gợi lên ánh lửa yêu mến cho chúng con cùng liên kết trong niềm tin. Thank you.
xin thắp lên ngọn lửa thánh thần, đấng suối nguồn tình yêu vô tận, đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin thánh thần từ trong cõi lòng nhân thế, xin sáng soi để luôn lánh xa đường mê. Xin thắp lên ngọn lửa thánh thần, đang xoay nguồn tình yêu vô tận, đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin thánh thần tình yêu giữ gìn hôi thái, xin dẫn đưa về bên suối nguồn hồng ân. Xin thắp lên ngọn lửa thánh thần, đang suối nguồn tình yêu vô tận, đang đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin thắp lên ngọn lửa thánh thần, đang suối nguồn tình yêu vô tận, đang đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Ngài liền thương đến, Ngài thương
ra tay cứu thoát khỏi tay người yêu, mạnh tâm ngăn lối. Hát lên người ơi, chúc vinh danh Ngài muôn đời miên man. Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát, vì danh ra về ra về là thân. Chúa giúp tình xót thương, hồn tôi hân hoan mừng hát. Vì danh ra về là thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giàu có nhưng ai khiêm nhu nghèo khó. Chúa giúp tình xót thương, hồn tôi hân hoan mừng hát. Vì danh ra về là thánh.